Mr. Nawaz tân bốc Á hậu năm Campuchia, Miss Universe tung dàn búp bê vỗ mặt Miss Grand. Chủ tịch Miss Grand International đã có màn tân bốc lên tận mây xanh dành cho Á hậu năm Big Boy khi đến Campuchia công du khiến dân tình bật cười vì cho rằng ông Nawaz chỉ đang cố lấy lòng để kiếm lại số follow đã mất từ khán giả Việt Nam. Mới đây, Hoa hậu Hòa bình quốc tế Isabella Manning cùng ông Nawaz và bà Teresa đã có chuyến thăm Campuchia. Tại đây, đoàn Miss Grand đã hội ngộ Á hậu năm Big Boy. Trong buổi họp báo ngày 1 tháng 2 vừa qua, ông Nawaz đã có nhiều lời khen ngợi dành cho người đẹp Campuchia. Chủ tịch Nawaz đã có phát biểu dành nhiều lời khen có cánh cho lĩnh vực nhan sắc tại Campuchia hiện nay. Cụ thể, ông nói, các cuộc thi sắc đẹp ở Campuchia đang nóng hơn bao giờ hết. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng đến Campuchia vì các bạn đã đạt được danh hiệu Á hậu năm ở mùa giải Miss Grand International vừa rồi. Tôi nghĩ Big Boy là một hình mẫu tuyệt vời cho các Miss Grand Campuchia tiếp theo. Ngài chủ tịch Miss Grand International cũng cho biết Á hậu Big Boy rất giỏi trang điểm và có năng khiếu trong mảng thời trang. Không chỉ có vậy, cô nàng còn biết hát nhảy nên được ông Nawaz khen là không kém cạnh idol K-pop và gọi là ngôi sao quốc tế. Có thể thấy ông ấn tượng với Á hậu năm hơn cả đương kim hoa hậu Isabella Manning. Những lời khen có cánh của ông Nawaz dành cho Big Boy khiến dân tình không khỏi bật cười. Khán giả đồng ý rằng người đẹp Campuchia đã cố gắng hoạt động năng nổ sau khi đương nhiệm, nhưng việc cô nàng muốn may quay quần trên sân khấu để mua vui không thể so sánh với những nghệ sĩ K-pop đình đám. Ngoài ra còn rất xa để có thể gọi Big Boy là một ngôi sao quốc tế khi độ nhận diện của cô còn rất kém. Bình luận của khán giả, ráng năm nay cho cam Á hậu hoặc Hoa hậu nha chứ khen quá trời mà top 20 hay out top kỳ lắm. Nổ dữ, ngôi sao K-pop mới ghê, không biết đến bao giờ chị này mới so được với nhóm hạng 3 của Hàn chứ đừng nói là không kém cạnh. Biết là muốn khen nhưng đừng nổ quá, không mắc cười lắm. Khen để tăng follow hay sao mà nổ quá trời vậy ông Nawaz ơi. Fan Việt cũng chỉ ra ông Nawaz từng dành những lời khen cực ngọt cho đại diện Việt Nam từ Thùy Tiên đến Thiên Ân nhưng sau đó vẫn sẵn sàng lật mặt nếu không hài lòng. Chia sẻ này của Mr. Nawaz khiến cho nhiều fan sắc đẹp quốc tế không khỏi liên tưởng đến các chuyến công du của ông đến các quốc gia khác. Theo đó, khi công tác đến các nước như Việt Nam hay Philippines, chủ tịch Miss Grand International cũng đều dành những lời khen tương tự. Tuy nhiên, sau lần trở mặt với Việt Nam từ cuộc khẩu chiến, Mr. Nawaz dần khiến fan không còn quá tin tưởng vào những lời khen có cánh của ông. Nhiều người rằng ông Nawaz dành những lời khen đầy thảo mai này là để kéo lại lượng follow đã mất. Dù đến đâu là khen đến đó, song số phận của trang chủ Miss Grand International vẫn không có dấu hiệu khả quan. Cụ thể, từ khi đêm chung kết Miss Grand International 2022 kết thúc đến nay, lượng người theo dõi trên trang chủ của tổ chức này vẫn tiếp tục lao dốc từ 6,5 triệu xuống 3,9 triệu follower. Mới đây, trang này lại giảm dần đều xuống con số 3,8 triệu người theo dõi. Trái ngược với Miss Grand International, Miss Universe ngày càng chứng minh đẳng cấp của mình khi lượt follow tăng dần đều theo thời gian. Mới đây, các nàng hậu Miss Universe 2022 còn được khán giả tặng bộ sưu tập búp bê mô phỏng khiến fan trầm trồ vì sao y bản chính. Bộ sưu tập búp bê mô phỏng top 5 Miss Universe nhận được nhiều lời khen ngợi vì như phiên bản thứ hai của các nàng hậu khi giống từ gương mặt, mái tóc, màu da, trang phục đến thần thái. Dàn búp bê được chế tác tỉ mỉ và khá bắt mắt. Chiêm ngưỡng bộ sưu tập búp bê tuyệt đẹp này, người hâm mộ sắc đẹp cũng không quên liên tưởng đến những phiên bản lỗi dành cho top 10 Miss Grand International 2022. Vào tháng 11 năm 2022, khi top 10 Miss Grand International vừa từ Indonesia trở về Thái Lan, cũng được khán giả tặng những búp bê mô phỏng khiến người xem khóc thét vì trông như phiên bản lỗi. 10 búp bê đều chế tác khá sơ sài và kém bắt mắt, từ biểu cảm đến gương mặt của các búp bê đều đơ cứng, không có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, cũng có một số nguồn tin cho rằng 10 búp bê mô phỏng này do chính tay những trẻ em khó khăn sống trong trung tâm bảo trợ ở Thái Lan tự tay làm ra để gửi tặng các mỹ nhân của Miss Grand International. Do đó, các búp bê này chắc chắn chưa xinh đẹp như các nghệ nhân làm ra.